đang xem video tại kênh YouTube Review đang đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Tiểu vương tử tâm cơ và ác long ngây thơ quay lại rồi đây. Phần trước nói tới, Infina bị hắc ma pháp sư ám hại. Thật may vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ma pháp không biết từ đâu xuất hiện trực tiếp hạ gục quái vật nhện do A điều khiển. Điều này làm Infina vốn đang định tung ra đòn công kích nguy hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Mình còn chưa ra tay mà. Long Long ngẩng đầu liền trông thấy một đạo ảo ảnh hình người có vài phần giống với ly mừn đang che chắn trước mặt anh a dai trông thấy một màn này bị dọa cho hết hồn sao có thể chỉ dựa vào một đạo ảo ảnh mà đã có thể đánh bại quái vật nhện infina cũng không dám tin vào mắt mình anh không ngờ sẽ gặp lại ly mừn mãi ngày nhớ đêm mong trong hoàn cảnh này ly mừn nhìn về phía long long của hắn dịu dàng cất tiếng gọi infina cùng lúc này tiểu thích khách kinh ngạc thầm nghĩ đây là vương tử ly mừn của đế quốc hoàng kim ư nhân lúc long long và ly mừn thâm tình nhìn nhau A Jai nhanh chóng sử dụng truyền tống trận bỏ trốn. Nhìn về vị trí A Jai biến mất, Infina lạnh lùng lên tiếng, lại để tên khốn đó chạy rồi. Long Long nghiến răng nghiến lợi, giống như nghĩ tới điều gì. Sau cùng, anh lên tiếng chất vấn, "Ly Mừng, anh vẫn luôn ở bên cạnh em có phải không? Bản thể của anh đang ở nơi nào? Có bị thương không?" Nghe Infina quan tâm đến mình, Ly Mừng chậm rãi quay mặt lại. Khí thế vừa rồi khi đối đầu với Hắc Ma pháp sư hoàn toàn biến mất chính xác mà nói, ta vẫn luôn ở bên trong Infina. Khi Infina rơi vào truyền tống trận, ta tưởng rằng bản thân không kịp rồi. Thật may là, đạo ma pháp bảo vệ này vẫn kịp thời tiến vào bên trong cơ thể của Infina. Nhưng, đạo ma pháp này rất yếu, chỉ có thể xuất hiện khi long long xảy ra nguy hiểm. Một đòn công kích vừa rồi, gần như đã tiêu tốn toàn bộ ma pháp của ta bên trong cơ thể em rồi. Ly mừng hướng ánh mắt lên gương mặt long long, nhẹ nhàng cong môi cười chỉ cần Infina bình an vô sự, thì Ly Mừng liền yên tâm rồi. Dứt lời, Ly Mừng vươn tay ra ôm Long Long vào lòng. Thao tác này của hắn cũng làm cho Infina sửng sốt. Lúc này, tiểu thích khách cảm thấy bản thân giống như một chiếc bóng đèn công suất lớn vậy. Chỉ biết tròn mắt nhìn hai người phát cơm chó. Điều khiến tiểu thích khách không ngờ tới chính là Ly Mừng đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Vừa nghĩ tới ma pháp mà Ly Mừng phóng thích ra, tiểu thích khách đã bị dọa cho run rẩy. Thậm chí cơ thể còn bất giác toát mồ hôi lạnh. Trái tim điên cuồng đập loạn. Thì ra Omega của Infina là vương tử Limon. ngài ấy đang cảnh cáo mình đồng thời tuyên bố chủ quyền với Infina. Đối diện với động tác to gan của Limon. Infina ngơ ngác hưởng thụ trong giây lát sau đó vội vàng tách ra. Gương mặt long long đỏ bừng. Trong giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng. Chúng ta sẽ gặp lại. Vết thương của ta cũng không nghiêm trọng. Anh phải bảo vệ bản thân thật tốt. Limon vô cùng hài lòng đáp lại. Được, Infina. Trước khi ma pháp tiêu tán, Lee Mừng còn không quên tặng cho Infina một nụ hôn từ biệt. Nhìn ma pháp tiêu tán trong tay, trái tim căng thẳng của Infina cũng buông lỏng. Dựa vào năng lực của Lee Mừng, quả nhiên kế hậu không gây được sóng gió gì. Lee Mừng không sao thật là tốt quá. Lúc này, Infina đột nhiên chú ý tới ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mình của tiểu thích khách. Ngươi làm sao vậy? Giây tiếp theo, tiểu thích khách thao thao bất tuyệt nói. Người kia là Lee Mừng điện hạ phải không? Ngài ấy là Omega sao? Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một Omega mạnh như vậy. Ngươi thật sự đã đánh dấu một Omega lợi hại như vậy sao? Chả trách ngươi mới chỉ là một chú rồng nhỏ mà đã có thể hóa hình. Xem ra thực sự có hai cái xx. Lúc này, ánh mắt tiểu thích khách sáng như sao? Ta muốn theo ngươi tới đế quốc Hoàng Kim. Ta muốn trở thành người lợi hại như vương tử Ly Mường. Bên trong hoàng cung của vương quốc đá quý, Savalrai nổi trận lôi đình đập bàn đáng ghét, kẻ đó chắc chắn là hắc long của đế quốc Hoàng Kim. Thế mà lại để uýt ngáng chân khiến hắn ta chạy mất. Phụ tá của Savorai cũng không quên tạt cho hắn ta một gáo nước lạnh. Bệ hạ, dường như hắc ma pháp sư A Azai cũng thất bại rồi. Nghe được những lời này của đối phương, nội tâm Savorai vô cùng phiền muộn. Người của ma giới đúng là phế vật. Sau cùng, Savorai hướng tầm mắt về phía cánh cửa khép hờ cách đó không xa. Tân ma vương ngủ đông lâu như vậy, xem ra cũng chẳng còn sức mạnh gì nữa chỉ có biết đòi hỏi ta hiến tế trẻ nhỏ. Ta nói có đúng không, Ma vương các hạ?" Nghe Savorai buông lời bất kính, Ma vương trực tiếp hiện thân. A, à, giai tính toán sai lầm, khiến cho ma giới mất hết thể diện. Ta đích thân đến đây, tặng bảo vật này cho ngươi." Đại đế Savorai, nhận lấy món đồ trong tay Ma vương, Savorai vô cùng kinh ngạc. Thứ này lẽ nào là? Hắn còn chưa nói hết câu, Ma vương đã chủ động lên tiếng. "Không sai, đây chính là quả trứng duy nhất còn sót lại của nữ vương bướm đêm, chỉ cần dụ dỗ khiến Hắc Long uống nó vào, thì hắn ta sẽ mãi mãi thuần phục trước người nắm giữ trứng của nữ vương bướm đêm, đối mặt với sự nghi hoặc của Savo Rai. Ma vương tiếp tục nói, chỉ cần khiến đại đế Savo Rai lần nữa tin tưởng vào ma giới chúng ta, thì thứ này cũng không tính là gì. Hơn nữa, đây cũng là thành ý của ma giới. Nghe vậy Savo Rai hử lạnh một tiếng. Được, vậy thì cứ thử xem. Sau cùng, hắn ngả người ngồi xuống ngay vàng phía sau. Mặc dù Hắc Long đã bị thương, hiện giờ vẫn còn ở trong địa phận của vương quốc đá quý, nhưng ta không có cách nào khoa trương thanh thế đi tìm người dưới mí mắt của Uyt. Nghe vậy, Ma Vương lên tiếng đảm bảo, không cần lo lắng. Trước đó trong lúc chiến đấu với yêu quái nhện, Hắc Long đã để lại dấu vết. Nhiệm vụ truy tìm cứ giao cho ma nữ nhện đi. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của thân tín, một con nhện khổng lồ xuất hiện trên trần nhà. Sau đó, nó nặng nề rơi xuống sàn, xung quanh tỏa ra khí tức đáng sợ. Nhìn một màn này, Savorai nhăn chặt mày. Uýt rất ghét mùi của ma vật. Trong lúc tìm kiếm phải chú ý kỹ càng. Nếu như Uýt phát hiện ra, thì nó có bị đốt thành cho ta cũng mặc kệ đó. Nghe được những lời này của Savorai, ma vương không lên tiếng. Y im lặng nhìn về phía người ngồi trên vương tọa. Bên trong sơn động của Uýt. Y dường như cảm nhận được điều gì đó mà đột nhiên mở mắt. Ngay lập tức, Uýt hóa thành hình người, Tên ngốc Savorai đúng là làm người ta không thể yên lòng. Thế mà dám để tạp chủng của ma giới đi lại trên địa bàn của ta. Một bên khác, Long Long và Tiểu Thích Khách quyết định đốt lửa nghỉ ngơi. Cậu nhóc còn đang rất hạnh phúc ăn cá do Infina nướng. Infina các hạ, nể mặt khả năng nấu nướng của ngươi, ta lén lút nói cho ngươi một tin này. Nhưng mà ngươi tuyệt đối không được để Uyết Đại Nhân biết là do ta nói ra đó. Nghe vậy Infina lập tức nổi lên hứng thú. Tiểu Thích Khách tiếp tục nói. Thật ra, Danh sách kia là lượng khai thác mà công hội bọn ta phải hoàn thành trong năm nay. Giao cho ngươi đi gom, mọi người trong công hội đều có thể nghỉ ngơi tới năm sau. Nhìn gương mặt đen như đít nồi của Infina. Tiểu thích khách bị dọa cho hết hồn. Cậu ta vội vàng thay đổi chủ đề. Mặc dù có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng sẽ nhanh hoàn thành thôi. Món cuối cùng đang nằm ở mê cung Ikasa gần đây. Nhìn ma thú đang bất tỉnh dưới mặt đất. Tiểu thích khách không nhịn được cảm thán. Thật lợi hại, một đòn đã giải quyết xong nó rồi. Giới hạn tìm kiếm của công hội là ở tầng thứ 7, còn những thứ chúng ta cần tìm nằm ở tầng 3, 4 thôi. Sau khi thu thập xong ma thạch của ma thú, tiểu thích khách lại nói, "Được rồi, chúng ta nhanh tới địa điểm tiếp theo nào." Sau khi bọn họ rời đi, một bóng đen liền xuất hiện phía sau, im lặng theo sát. Lúc này, ma nữ nhện vô cùng vui sướng, quả nhiên không nằm ngoài suy tính của ma vương đại nhân. Đích đến của bọn chúng là mê cung Ikesa. Thật may ta kịp thời tới trước một bước để bố trí mê cung giả. Một con rồng bé nhỏ rơi vào địa bàn của ta thì chỉ có chạy đằng trời. Phía bên này, tiểu thích khách hưng phấn chỉ về phía cách cửa trước mặt nói: "Infina các hạ, bên đó chính là căn phòng của boss. Chúng ta nhanh chóng đánh bại ma thú bảo vệ để lấy được bảo thạch cuối cùng đi." Infina thấy tiểu thích khách hưng phấn như vậy có chút cạn lời. Rõ ràng là một mình ta đánh quái, còn tên nhóc kia thì lười biếng không làm được gì. Bạch Long Út đúng là gian xảo coi mình như kiêu ly. Hai người đứng trước cánh cửa lớn. Infina dường như cảm nhận được một cỗ khí tức của ma vật lượn lờ xung quanh. Anh vừa mở cửa. Một màn trước mặt làm long long không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện vô số đòn công kích hướng thẳng về phía hai người. Tiểu thích khách vừa định phản kháng. Thì đã bị tơ nhện khống chế rồi. Hai người bị tơ nhện quấn thành kén cũng lập tức hiểu ra. Bản thân chúng kế rồi. Trông thấy một màn này, ma nữ nhện không nhịn được cảm thán chỉ là hai tên ngu ngốc, thật không hiểu vì sao A dai có thể thất bại. Hắc ma pháp sư cuối cùng cũng chỉ là một nhân loại vô năng mà thôi. Sau đó, nó vươn móng vuốt về phía tiểu thích khách, xé rách một mảnh áo choàng. Nhìn Omega hai mắt mơ màng trước mặt, ma nữ nhện thầm nghĩ, xem ra độc có tác dụng rồi, tin tức tố của Omega này không tồi. Mình ăn thịt cậu ta chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao ma vương đại nhân cũng chỉ cần hắc long. Ma nữ nhện lại hướng mắt nhìn về phía Long Long, tên hắc long này có vẻ ngoài tuấn mỹ đấy chả trách ma vương đại nhân lại nhớ nhung đến vậy sau cùng ma nữ há miệng ra một chiếc móng vuốt từ trong miệng xuất hiện ma nữ nhện thầm tính toán chắc mình lén hút một chút máu của rồng ma vương đại nhân chắc không phát hiện đâu nhỉ chính vào lúc này một mũi thương ma pháp đâm xuyên qua trái tim ma nữ sao có thể ma pháp thần thánh này từ đâu tới ta không nhúc nhích được nữa rồi rốt cuộc là kẻ nào xông vào lãnh địa của ta mà ta không hề hay biết tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Ma nữ nhện cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ xâm nhập. Ly mừng lên tiếng nói với người đi phía sau. Bắt nó như vậy sẽ tạo ra tổn thương nhỏ nhất. Dựa theo ước hẹn, ta đã giúp ngươi bắt được ma nữ nhện. Ngươi có hài lòng không? Hội trưởng bóc. Nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ma nữ nhện lúc này mới phát hiện hai người Infina đã biến thành cát bụi. Vừa nghĩ tới chuyện bản thân bị nhân loại tính kế. Ma nữ nhện liền nổi điên. Dây tiếp theo, à ta dùng hết sức phản kháng muốn rút trường thương trên cơ thể mình ra muốn liều mạng với bọn họ tiếc là ly mừng căn bản không cho ả à ta cơ hội này giọng nói của hắn mười phần lạnh lùng đi chết đi tạp chủng vô số đòn công kích ma pháp đánh cho ma nữ nhện không còn nguyên vẹn bạch long uýt thấy vậy nở nụ cười lên tiếng vương tử điện hạ nó còn sống với có giá trị với công hội ly mừng nhàn nhạt nói chỉ cần ma hạch không bị tổn hại thì cơ thể bị thương của ả à sẽ nhanh lành lại thôi uýt dường như nghĩ tới chuyện gì Y tiếp tục nói, nếu vương tử điện hạ đã tới nước đá quý rồi, lẽ nào ngài không muốn gặp Infina sao? Ly mừng vừa nghe nhắc đến Hắc Long, sắc mặt lập tức tươi sáng lên. Đương nhiên phải gặp rồi, dù sao, Infina cũng là alpha của ta. Giây tiếp theo, Ly mừng theo thói quen biến thân thành tiểu vương tử mít ướt. Trên cơ thể của ta đã không còn mùi hương của Infina rồi. Ta vô cùng vô cùng nhớ em ấy. Lúc này, bên trong mê cung Ike sa thật, Infina nhìn thân ảnh trước mặt có chút lo lắng hắn ta chính là nguồn ma khí bao phủ lấy cả mê cung thân ảnh phía trước dường như cũng cảm nhận được Infina hắn quay đầu lại nhìn anh một cái Infina vừa nhìn thấy gương mặt kia đã hướng về phía ma vương hét lên rốt cuộc ngươi là ai vừa dứt lời cả người anh đã không thể nhúc nhích một cỗ áp lực mạnh mẽ như đang bóp nghẹt cơ thể của anh còn tiểu thích khách bên cạnh vì không chống đỡ nổi áp lực kia trực tiếp ngã xuống thổ huyết ma vương vươn tay bóp cổ Infina. Còn có thể đứng vững, không hổ là Hắc Long. Infina nhận ra, hắn ta không phải boss trong mê cung. Bây giờ anh, cũng không đủ khả năng đánh bại hắn. Ma vương dùng sức bóp miệng Infina, ép anh mở miệng. Ngoan ngoãn ăn cái này đi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.